Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình lại quay trở lại với một trận đấu solo squad nhá. Hôm nay mình sẽ tìm lại cây mini băng. Lần trước cầm mini băng nhưng mà bị mất top 1. Hôm nay phải cố gắng cầm mini băng và test và lấy được cái top 1 nhá. Mình vừa thấy có một ông hình là cũng solo squad hay sao ấy, bay qua bên xe ngoài này, mình sẽ dí luôn. Mình có S12K mà. À, trong này đúng không? Ui, từ 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 từ. Bắn như thế này là bắn hết rồi. Knock à? Vẫn knock anh em ạ. Trời ơi, mình có hai cây S12K cơ. Cây này hết đạn thì mình lại rút cây kia. Bạn này thật sự là rất là khó sống pha đấy. Rồi. Vẫn đang còn tiếng súng bên chỗ nhà K nhà A này mọi người. Đâu nhỉ? Dần giáo như là à đây đây đây, gần 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 gần. Ồ, trong này rồi anh em ạ. Nào từ từ nha, mình sẽ cố gắng mình knock tên này bằng cây mini. Đang núp chỗ này đúng không? Ồ, lùi về kìa. Thế mà không đốc nhỉ? Vậy thì khả năng ông này yếu máu rồi này. Ui, không chết à. Ui, ba viên nữa, M4 nữa mà vẫn không đốc anh em ạ. Đây rồi. Mini băng bây giờ. Ui. Thế này trâu thế. Lần này thì bạn chết chưa bạn ơi? Đùa. Quả bom nổ ngay gần như vậy với lại 3 M4 nữa mà vẫn không đốc anh em ạ. Như kiểu đam nó có vấn đề hay sao ấy. Nhưng mà vẫn đốc được tên này rồi. Không biết là đồng đội của ông này đâu. Nãy nghe tiếng bắn nhau mà không biết là bắn, không biết là hai team hay là tên này bắn bot nữa. Mình cứ ra mình loot đi. Ô, phải lấy gun này. Lại ngon rồi. Có phải lấy gun này nữa. Đây, để mình lấy con xe. Ô. Bot à? Hai con bot thật anh em ạ. Đây rồi. Rồi, có con kia đâu nhỉ? À đây. Mình cái S luôn. Trời ơi, có 4 nhìn. Nhìn tầm nó hơi to. Đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi, ấy, có hai kill free, tội gì không ăn đúng không anh em? Nào để xem nào. Ui, có ốp thật anh em ạ. Mình đã không mong muốn giao ốp rồi bây giờ. Khó, quá khó lựa chọn. Chắc là mình sẽ bắn luôn combo mở mini với lại ốp đi anh em. Mê solo squad mà cầm mini tanker này là mình thấy nó hơi, mình hơi thấy hơi toang đấy, nhưng mà cứ liều đi, biết đâu lại may mắn tới. Ô, làm gì đây? Ui, ba tên luôn anh em ơi. Tên này bị trả AK này, tên kia đó. Rồi nốc hai này, trời mình không táp được. Phơ một tên đã, còn tên nốc sau gốc cây công luôn. Ấy à. Ô, làm cái gì đấy bạn ơi? Ông này như kiểu bị kẹt đạn đấy nhở. Rồi, có tên còn lại nó trước mặt mình này. Rồi, yếu chưa? Mình đẩy luôn nha. Mình lên xe mình công luôn. Ok, nút vào xe đâu? Đùa sao cái lúc này lại tự nhiên lại bị lag vào xe nhở? Ồ, nằm mà bạn ơi. Ui, không tông được kìa. Đây, mình sẽ cố gắng sử dụng mini để mình kết thúc ông này luôn. Ui, tên này nằm rồi anh em ạ. Đây, để mình tiếp cận lại gần một chút. Hình như tên này đang bị bot bắn đấy. Chắc là đang bị phân tâm rồi. Đâu nhỉ? À, cái kiểu. Ơ được. Vãi cả nồi lên xe bác ghi luôn. Chạy à? Ơ đồng đội vẫn đang nốc này bạn ơi. Ơ. Hình như tên này, xe bác ghi này là xe bác ghi khác à? Thôi, thế là cái tên đi Baki nó chạy mất rồi. Mình thấy con Baki chỗ này mình lại tưởng là nó xuống chỗ này nó nằm ngơ. Trời ơi. Thề vậy mà vẫn để tên kia chạy được. Để mình bắn mấy con bot đã. Rồi. À, đồng đội ông kia cũng final kill luôn. Thế thanh niên bỏ bạn chạy đến người này là không được rồi. Đồng đội như này là mất hết rồi. Ô. Sao lắm bot thế nhở. Để mình bên kia có tiếng súng kìa. Ui. Ai bắn phải gắn ngay sau lưng mình luôn này mọi người. Hai quả luôn à. Á đù. Ơ thế là chỗ này à. Thế là cái team này không phải là team bắn phải gắn anh em ạ. Thế là cái team này là cái team hiện đang tính tới cấp thính luôn mẹ. Thì sao ấy mọi người. Còn cái team mà bắn thính nãy giờ chỗ đằng kia cơ. Để mình thử check xác vào đây xem nào. Ô 8x này. Đây rồi, mình có 8x thì mình tap xa nó sẽ dễ nhìn hơn. Cấp 4 thì tầm xa nó hơi to. Rồi, có silent cho ốp luôn anh em ạ.
Quá thơm. Ôi, nào cố lên nhá, để mình rút thêm ít đạn xanh đi. Á đồ. Có tên M24 đã thấy mình rồi anh em ạ. Đây nó ngó này. Này thì ngó này. Đẩy luôn. Khả năng tin này là tin bắn nó phải lấy ăn đấy. Đây mình sẽ đứng đây mình từ từ mình công dần đi. Lấy mini ra phơm này, đẹp chưa anh em ơi. Phải công nhận là cái Messenger kill của con này nó sáng dã man, nó sáng hơn cả M4 băng. Kiểu mắt bạn nào mà nhìn không rõ là nhiều khi không thể thấy tên mình ở trên cái bảng 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 kill đấy mọi người, nó sáng quá. Rồi, để mình tiếp cận tiếp đi đồng đội, không biết đồng đội ông này đâu. Mình sợ nằm đấy, nên là mình xem mình đi chắc cho chắc ăn anh em ạ, không thể liều được. Ô, đây này. Biết ngay là đang nằm mà. Trời ơi, thanh niên nằm ngay chỗ đấy, tưởng mình không nhìn thấy á bạn. Đó, thế là clear luôn team này rồi, dễ dàng thế nhở. Để mình xuống mới xem phòng tính đấy có gì nhá. Lại ốp này. Đâu nhở? Bắn nhau kìa. Lượn nãy giờ rồi, không thấy ai. Cái tên bác ghi chạy mất rồi anh em ạ. Vãi khách trưởng nằm ngay đây à. Ui rồi ôi, mai phục ghê thế bạn ơi. Hai tên luôn đi sao ấy. Đây mình thấy một tên rồi. Thanh niên nằm này. Mình phải phơm đã. Trời ơi, táp như vậy mà không phơm được. Đây, tên thứ hai đây rồi. Ai à, có MK. Từ từ. Mình thật nhá, cái tên kia mình cầm ốp mình vẩy phát bắt đầu là chết luôn đấy. Nhưng mà mình muốn cầm mini mình test cái Messenger kill cho anh em. Cũng như là test cái hầm băng. Nào, lại ngó tiếp này. À, tên này cầm MK. Để MK đấu với mini xem ai thắng nhé. Nhưng mà rồi, một đầu hai người chết luôn. Bắn là phải bắn hiệu quả như vậy. Nếu mà bắn vào người thì không thể ăn lại được MK đâu. Tại vì MK đam nó to hơn mà. Ơ à đâu. Nhìn tưởng có ai đang ngó mình cơ. Đứng ấy đợi nãy giờ. Ok. Sao lại có xe chỗ này đấy. Ô. Vãi cả trường, đã có tên đứng đây ăn thính rồi. Trời ơi. Rõ ràng mình vừa nhìn qua hồng thính không có xe, tự nhiên vừa mới quay tầm có một tí thôi đã có con xe dựng ngay đấy. Mấy ông này gọi là bét ăn thính rồi mọi người. Còn 5 tên nữa thôi. Mình phải lấy top 1 trận này, bắn nó cẩn thận một chút. Cứ đứng trong bo và quan sát xem như nào. Vâng, 5 tên còn lại khả năng là còn 2 team thôi mọi người. Bây giờ chỉ mong muốn làm sao mà năm ông còn lại kiểu team ít người một chút. Nhiều khi lỡ có team 4 đang nguyên mà nó công mình cái là mình cầm mini mình khó mà gọi là cân được lắm ấy mọi người. Mini vừa táp mà lại yếu nữa, đạn cũng ít nữa mà cân được một squad cùng lúc trong vòng một băng đạn thì thật sự rất là khó đấy. Đây là mình cứ đứng đây mình gọi là mình canh me xem coi là có ông nào đi lẻ hay không. Nóc phát là firm luôn cho chắc ăn. Tỷ lệ win nó sẽ cao hơn rất là nhiều ấy. Rồi, một hầm thính mới nó vừa mới rớt ngay chỗ trên kia. Hay là mình thử lấy nhà, mình canh hầm thính này luôn nhở. Biết đâu lại tí nữa có team nữa. Từ đâu lại chạy cái chỗ hầm thính kia thì sao đúng không? Rồi, lượn xung quanh cái chỗ khu vực bờ biển này xem có tên nào núp không. Không có thế mình sẽ vào nhà luôn. Ô. Có cái tiếng gì như kiểu tiếng quăng bom ngay chỗ bên 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 dọc bờ. Đây, đây có tiếng súng luôn kìa. Thế là có team ngay chỗ đấy luôn anh em ạ. Ô tên kia lên xe chạy à bạn. Đủ. Bên kia có ốp luôn kìa. Ốp vừa giết một ông nào luôn ý. Đừng bảo là đang bắn cái tên đi xe trên kia nhá. Hình như là bắn ông khác anh em ạ. Vậy là vẫn còn hai team nữa thì phải. Đây, đây đây rồi. Cái tên đi xe đúng không. Trời ơi một viên chết luôn. Ốp bắn sướng thật sự. Mặc dù là clip này mình đang test skin mini băng. Trong cái đấy là trên tay mình skin mini băng cực kỳ đẹp. Tuy nhiên thì nó cũng không thể gọi là khiến cho mình cưỡng lại được cái sức mạnh của cái ốp được. Nãy vừa nghe có tên cầm ốp đứng chỗ đầu bên kia bắn một ông nào nữa ấy. Nên là mình phải cẩn thận nhá. Chủ quan một cái lộ đầu cái nó bắn cho là game mới luôn. Ô đây này. Thanh niên lộ đầu này vừa nói xong có tên nữa. À, nó bò vào rồi anh em ạ. Không phơm được cái tên đấy nhá.
Còn tên bạn nó này, à, nhảy ra định quăng sấm bốc à? Táp mini đi anh em. Không được rồi, hai viên thôi. Kể như mà viên đầu mà trúng trúng viên ốp thì hai viên mini sau mình khả năng là nốc được cái tên đấy luôn đấy. Này bây giờ mình sẽ đẩy nhá. Team này mình thấy mới có hai. Hy vọng rằng là vẫn đã còn hai team, tại vì mình thấy tên này vừa ngó trên đồi đằng kia. Đây này đang cứu này. À, đang hồi máu chứ. Ui. Rồi nốc một này, táp hơi mù mắt nhở. Tên này vẫn đã còn cố mà hồi máu. Rồi, cả liệt team này rồi. Vậy là còn một tên còn lại nữa mà thôi. Còn lại là bây giờ là không biết là tìm 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 chỗ nào đây này. Mình sẽ lên xem check đi. Đâu rồi ta? Hay là có khi nào nằm im trong cái nhà vệ sinh này không anh em? Ở trong khu nhà này không? Rõ ràng mình check rất là kỹ rồi đấy. Không thấy cựa một tiếng chân nào luôn. Đùa. Ui vãi cả nồi, nằm ở đây này. Thanh niên chết ngoài bo luôn anh em ạ. Kiểu thấy mình check bo như vậy rồi thì sấy cho mình cái đi, mình quay lại mình bắn mất mất một kill chán đê. Thì ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nhé.